Hello các bạn, nãy là mình đây. Hôm nay là thứ bảy rồi nhỉ? Một tuần trôi qua nhanh thật đấy. Hôm nay thì mình không có nịnh ọp gì với cả các huynh đệ trong nhóm mình cả. Ở nhà mãi thì cũng buồn chân buồn tay, nên là hôm nay mình quyết định sẽ đi khám phá một địa điểm mới. Theo như tra trên Google Maps thì mình đã tìm ra một ngôi chùa ở Gasakauri, cách ga tầm khoảng 1,2 cây. Và hôm nay mình quyết định sẽ đi tham quan thử ngôi chùa này, xem có đẹp hay không. Mọi người đi cùng mình nhá. Đây là cái cổng chùa này các bạn này. Mình phải công nhận rằng là cổng đền với cổng chùa bên Nhật này ấy, hoành tráng kinh khủng các bạn ạ. Không cần biết bên trong như thế nào nhưng mà nhìn cái cổng thôi là đã muốn vào rồi. To thật sự luôn ấy. Đó, các bạn thấy to ghê không? Quá to luôn. Đây nhìn cô này đứng này, mới chỉ bằng cái cột thôi mà cái cổng này nó rộng lắm, mà nó to nữa. Mấy cái chữ này thì mình không thể nào mà đọc được rồi. Mình rốt kanji các bạn ạ. Ok, bây giờ thì mọi người cùng mình đi vào bên trong nhé. Wow, cái cổng này to đấy. Theo như mình xem trên bản đồ thì đây chính là tòa chùa chính này, nằm ở giữa khuôn viên. Vì đây là chùa nên là điều đầu tiên khi các bạn vào bên trong đó sẽ là thấy một cái nang hương để cho mọi người đến có thể thắp hương vào đây. Gần như thì ở đâu cũng vậy nhỉ, ở Việt Nam cũng vậy mà ở đâu cũng vậy à. Chùa ở bên này thì lại không cho kiểu cắm hương như kiểu ngôi chùa này cũng được xây dựng cách đây khá là lâu rồi. Khi mà những vết sơn này rồi gỗ này nó cũng cũ quá rồi, màu nó đã bị phai đi và một phần nào đó thì nó sẽ không còn chắc chắn như cái lúc mới làm nữa. Máy bên trái của nang hương thì có một khu để rất nhiều là tượng Phật nhỏ, và có một ngôi chùa nho nhỏ ở đây. Ở bên cạnh thì có hai tượng Phật. Không, mình phải công nhận rằng là tượng Phật nhỏ nhỏ ở bên Nhật này người ta làm rất chi là đơn giản nha. Và thường thường sẽ có một cái khăn quấn vào cổ, giống như kiểu cái yếm ấy. Và đi sâu thêm một tí nữa thì cũng vẫn ở bên trái thì có một bể nước thánh hay sao ấy mọi người, kiểu như khu này vào để rửa tội ấy. Mình sẽ rửa tay ở đây, giống như kiểu như là mình rửa tội hay là rửa những cái thứ gọi là xấu xa không tốt đẹp gì ấy. Hay thì có một cái hồ cá, hay đại loại gọi là cái hòn non bộ cũng được. Có rất là nhiều cá nha các bạn. Có cá koi này, cá chép này. Này thì có một cái thác nước nhỏ nhỏ nhân tạo này. Và sâu trong kia thì có một tượng Phật nhỏ nhỏ này. Mình không biết tên là tượng Phật gì nữa. Mình đã thấy được một pho tượng rất là to, đang ngồi niệm kinh. Đây thì là tượng Phật Tổ ạ. Những vết sơn đá cũ và những thanh gỗ thì cũng đang bị mục dần. Như các bạn có thể thấy thì những con rồng được những người thợ khắc từ những khúc gỗ này, bây giờ thì nó đang bị mục dần rồi, màu sắc của nó bị xỉn đi rồi. Ở đây, đây thì nó giống như kiểu là một giống như hòm cung đức Việt Nam ấy. Mình sẽ dẫn mọi người vào tham quan trong chùa nhé. Ở dưới trong này họ bán vé này vào bên trong hay sao ấy mọi người ạ.
Vé cho một người lớn là 500 yên và trẻ con là 250 yên. À, sao thế? Ichibai odaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Vâng, mình vừa mua vé xong các bạn ạ. Trước khi vào đây thì mình quên mất là phải bỏ giày ra và cho vào trong túi bóng ấy. Nhưng mà mình chót đi vào trong rồi. Nên là lần sau mọi người đến mọi người chú ý nhé. Later. Vì ở trong chùa họ cấm quay video nên là mình không thể nào mà review cho mọi người xem ở bên trong được. Sau khi mua vé thì vào khu vực ở bên trong thì chúng ta sẽ không được quay video. Và vào trong đó thì mình sẽ cầu nguyện này, sau đó đi một vòng tham quan ở trong chùa, có những pho tượng này, có những cái mặt nạ quỷ từ thời ngày xưa mà người trước của Nhật Bản đã làm. Và đi sâu bên trong thì có một căn hầm. Mới đầu đi vào thì mình tưởng bên dưới có cái gì ạ, nhưng mà xuống bên đấy thì chỉ có được hai cái đèn nhỏ ở ngay lối vào thôi. Và sau khi vào đến bên trong thì các bạn sẽ phải tự mò mẫm đường này. Đó, tức là mình sẽ dùng tay để cảm nhận bức tường và đi theo. Chứ bên trong đó không có bất kỳ một cái ánh sáng nào cả. Và vì rất là đông người nên là các bạn đi vào trong đó tránh va đập vào người ta. Đó. Thì đoạn đường đó nó cũng ngắn thôi, chắc chỉ khoảng tầm mấy chục mét. Mình sẽ đi vòng quanh một chút, sau đó thì sẽ đến cửa ra. Và sau khi xong thì các bạn muốn ra ngoài thì các bạn sẽ lấy giày ra và trả cho người ta túi bóng nhé. Đó là những gì ở bên trong mà mình đã trải nghiệm. Và bây giờ mình tiếp tục đưa các bạn đi tham quan tiếp mé bên ngoài nhé. Xem còn có địa điểm nào nốt thì mình sẽ review nốt cho mọi người xem. Mé bên phải của tòa chính thì có một chiếc chuông nhỏ. Đây có cái dùi để đánh chuông này. Nhưng mà mình không biết là có được gõ hay không. Mình chỉ review cho mọi người xem thôi. Và đây thì có một tượng Phật nhỏ nhỏ này. Đi sâu vào mấy bên trong thì có một ngôi miếu. Và dĩ nhiên là sẽ có một hòm công đức để cho các bạn thả tiền vào và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất dành cho những người trong gia đình mình. Mọi người tiếp tục theo mình đi khám phá nào. Bản đồ của ngôi chùa này. Trong bản đồ mình nhìn rộng ghê nhỉ. Ở mé dưới thì có một cái tháp này. Ủa, nhưng mà ở chỗ nào ta? Mình sẽ cố tìm cho mọi người nhé. Mình thấy rộng ghê ấy. Sau khi mình xem lại thì đây không phải là bản đồ của ngôi chùa này mọi người ạ, mà đây là bản đồ của cả cái khu vực quanh Cô Phư này. Thì ở gần đây cũng có khá là nhiều ngôi chùa ấy ạ, mà rộng ghê ấy. Và đây là cái chỗ mà mình đang ở này. Đó. Tiếp theo gần đây có một ngôi chùa và trên mạng là Cô Phư thì có một ngôi chùa này. Cái tòa này thì mình đến rồi nhưng mà mình chưa quay video mọi người ạ. Sorry mọi người nha. Mình định review cho mọi người xem ở trong khu nhà đấy nhưng mà trong đấy họ cũng cấm quay video mọi người ạ. Bởi vì trong đấy có những cái pho tượng mà từ thời ngày xưa, rồi những tài liệu cổ này, không được phép quay ạ. Thế nên là ai muốn xem hay là tò mò thì khi nào rảnh mọi người có thể ghé thăm ngôi chùa này và tham quan nhé. Có lẽ mình sẽ dừng chuyến tham quan tại đây thôi. Bởi vì cũng trưa, sắp trưa ở nơi mà nắng cũng lên cao rồi. Mà mình thì cũng khám phá hết khu chùa này rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình nhé. Arigatou gozaimasu.